Bạch Lộc Tung Hiên hẹn hò La Vân Hy, hóa ra đã chia tay Trương Lăng Hách từ lâu. Không phải Trương Lăng Hách, La Vân Hy mới là người Bạch Lộc đang hẹn hò. Bạch Lộc và Trương Lăng Hách là một trong những cặp đôi phim giả tình thật hot nhất màn ảnh Hoa ngữ. Cả hai bị bắt gặp có nhiều hành động thân thiết trong hậu trường Ninh An Như Mộng, thậm chí Bạch Lộc còn ngủ qua đêm tại nhà đàn em. Tuy nhiên mới đây người hâm mộ phát hiện ra Bạch Lộc đặc biệt thân thiết với La Vân Hy. Vào ngày sinh nhật nữ diễn viên, La Vân Hy đã đăng tải video chúc mừng và đúng 12 giờ, cư dân mạng còn soi ra chi tiết video dài đúng 7 phút, con sở yêu thích của Bạch Lộc. Không chỉ vậy, La Vân Hy và Bạch Lộc còn bị soi đi giày đôi. La Vân Hy và Bạch Lộc từng có cơ hội hợp tác hai lần trong Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương và Trường Nguyệt Tận Minh. Cả hai dự án phim đều khá thành công và nhận được phản ứng tích cực từ phía khán giả. Đặc biệt Trường Nguyệt Tận Minh đã giúp cho Bạch Lộc vươn lên top đầu giàn tiểu hoa 90 ngang hàng với Dương Tử Nhật Ba. Cư dân mạng cho rằng nhiều khả năng Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã chia tay. Năm ngoái nam diễn viên vẫn gửi lời chúc mừng sinh nhật bạn gái, nhưng năm nay lại khá trầm lặng. Vô dĩ mối quan hệ yêu đương này không được công ty quản lý lẫn người hâm mộ công nhận. Trương Lăng Hách đã mất một số fan lớn sau khi tin đồn hẹn hò nổ ra. Cặp đôi bây giờ chỉ đang xào couple để tuyên truyền cho Ninh An Như Mộng sắp lên sóng mà thôi.